Rồi hello chào anh em nha. Đây giờ mình quay lại hang đặt hang vàng nha anh em. Đó, đây là con vàng cái này. Con lớn con nhỏ, đây em nhà vàng cái nhỏ rất là đẹp này. Rồi dừng chét luôn, tay dừng đứng luôn. Mắt con đều đẹp, đuôi cung lữ đốm nhiều đó. Em nó chân thon gọn luôn. Em này là em cái này. Ở đây con. Sấy. Em nói là xây đao đó, xây đao tôi không luôn. Mặt này em mặt này mặt thon gọn này, mắt chết theo đó, mặt lử đốm đốm trong đốm vài luôn. Em nói là rất là đánh khôn. Em này đẹp như thế nào? Em đây là đẹp, vàng đẹp không tì quá luôn. Còn em đây là em vàng lớn. Đây em. Ê, mặt em ở đây. Đó, mặt lành gớm. Mỡm đen. Mắt rất là, mắt đẹp luôn, mắt sớt luôn. Không? Tài dựng đứng luôn, lử đốm. Đó, chân này, chân thon gọn màng. Đuôi cong vút luôn, nhận nở eo thon luôn đó. Anh em nào thích thì bắt ra bắt mấy em này. Em này thì đẹp làm giống được. Cái em vàng nhỏ ra là có khách đặt mua nha anh em, hỏi mua rồi. Chiều nay mình gọi em nhỏ đi. Còn em này, em vàng này, em này 4-5 tháng đó, rất là đẹp. Lanh khôn, đuôi cung xây kiếm vàng. Đây mình quay điều kiện ánh nắng hơi phản nên nhìn không rõ nha anh em, trời rất là đẹp. Xây đao này, em cá là xây đao. Xây đao. Anh em nào thích thì liên hệ bắt. Em cá nhỏ đây là chiều nay mình gửi đi này, có khách mua này. Rồi giờ mình gửi chó nha nè em. Đây, giờ mình gửi em là lên đường nè. Đó, em vàng rất là đẹp. Mình đóng cái thùng sẵn giờ bắt đầu gửi đi nè. Em bỏ vô nè. Đứng như này con. Mình đóng lông giờ mình gửi đi ban đêm nha nè. Con này mình gửi đêm.